Thằng Audio xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn yêu âm nhạc. Thằng Audio tiếp tục giới thiệu một đôi loa Onkyo D77FX 2 la mã của Nhật Bản. Đôi này sở hữu một bác 25, một chung 16 và một tép kèn. Vỏ vân gỗ màu vàng. Chữ màu vàng luôn ạ. Và hiện tại em đang ghép đôi Onkyo D77FX 2 la mã cùng với con Đồ Đông 890D có giải mã DAC. Và em đang tận dụng và nghe qua cổng quang của con 890D. Bây giờ em bật nhạc cho các bác thẩm âm. Onkyo D77FX 2 la mã vân gỗ màu vàng rất là đẹp.
Các bác nhìn trên màn hình vừa chút, vừa nãy em quay rất là kỹ rồi. Các bác có nhu cầu sở hữu một là con lê toàn bộ, một con đồ đông 890D sẽ có giải mã DAC. Đây ạ. Hoặc là con Sony X55ES ốp hồi gỗ, rất là đẹp, vẫn còn nguyên zin tem mát. Và con Onkyo D77FX 25 mã. Alo cho em theo số máy 098 369 8887, ở số 67 ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh Thắng Audio.